nhiều quá. Chết nhiều quá. Không, không, Hoàng thượng. Chết nhiều quá. Hoàng thượng. Chết nhiều quá. Hoàng thượng. Chết nhiều quá. Chết nhiều quá. Vì sao? Vì sao quân đoàn thượng thua rồi lại phải giết sạch chúng? Những người lính thực ra cũng là những người dân thôi mà. Từ khi về Thăng Long, Trần Thủ Độ luôn chủ trương hòa giải, không muốn để thêm bất cứ một người dân nào chết vì cuộc chiến tranh giành quyền lực này nữa. Vậy mà tận mắt chậm chứng kiến quân đoàn thượng bị tàn sát không còn một người, trẫm tin rằng những nghi án mà Trần Thủ Độ giết hoàng tử Thẩm, hoàng tử Quế, Đàm Quốc Trượng, âm mưu hại tên đế Cao Tông, Thái Hậu, tất cả đều là sự thật. Không, không, kiếp lạy trời, lạy trời đó không phải là sự thật. Trước đây khi còn làm thái tử, trẫm là người bị lôi cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực. Bây giờ làm vua, trẫm nhận ra cuộc tranh giành quyền lực nào cũng tàn bạo và thủ đoạn. Thái hậu Đàm Dĩ Mông Nguyễn Chính Lạng hay Trần Thủ Độ và Tô Trung Từ, dù nhân danh trung thần hay gian thần, cũng đều như nhau. Tất cả đều vì mục đích của mình. Trước đây thiếp cũng từng nghĩ như hoàng thượng, nhưng rồi thiếp tự hỏi lòng mình, nếu không thủ đoạn và tàn bạo, liệu có thể thoát khỏi nanh vuốt của đối phương được không? Chậm không có ý nói là ai đúng ai sai, tất cả đều tàn bạo như nhau. Nhưng Thái hậu và Đàm Dĩ Mông thì nhận mình là trung thần bảo vệ tiên đế, còn Trần Thủ Độ và Tô Trung Từ cũng nhận là trung thần để bảo vệ chậm. Ai cũng có nhà lý riêng của mình, nên chậm tự nhận ra điều mà trước đây chậm chỉ cảm thấy làm vua không phải việc của chậm. Hoàng thượng, hoàng thượng đã nói chuyện này nhiều lần rồi mà. Nhưng giờ chậm sẽ làm. Chờ khi Trần Thủ Độ đánh xong Lân Bang trở về, chậm sẽ nhường ngôi cho Thái tử Quảng, rồi trở về quê làm dân thường, sống cuộc đời nhẹ nhàng thanh thản như hồi trẫm gặp nàng ở Hải Ấp. Hoàng thượng, nếu người muốn làm dân thường, thiếp nguyện sẽ đi theo người. Nhưng nếu chuyển ngôi cho Thái tử Quảng, thì triều đình này sẽ lọt vào tay Đàm Thái hậu và Đàm Thái sư. Giang Sơn xã tắc vừa thay đổi chưa được bao nhiêu, nay sẽ lại trở lại như cũ. Không thể, ta không thể làm khác được. Nếu nàng sinh hoàng tử thì mọi việc sẽ dễ dàng, nhưng Đàm Quý Phi thì ông trời lại cho Đàm Quý Phi sinh hoàng tử. Hoàng thượng, từ trước tới giờ thiếp chưa bao giờ màng cảnh lầu son gác tiếng, nhưng thiếp xin người, nếu triều đình này lại rơi vào tay họ Đàm, không, không, thiếp xin người, thiếp xin người hãy nghĩ lại việc chuyển ngôi, hãy nghĩ lại việc chuyển ngôi. Việc này ta đã quyết rồi. Trong khi chờ Trần Thủ Độ trở về, ta sẽ bàn việc nhường ngôi với Tô Trung Từ
Trần Tự Khánh và Đỗ Xuân Âu. Cốt ra thu hẹp nhất hậu quả mà nàng đang lo. Nàng đang nghĩ gì vậy? Không, Thiếp không nghĩ gì cả. Trần Thủ Độ đúng là loài ma quỷ độc ác hiện hình. Thưa Thái Hậu, từ ngày Thái Hậu rời Hoàng Cung ra Thái Đường, Trần Nguyên Phi không ai để mắt, tha hồ lộng hành, thường xuyên tìm cách mưu hại Đàm Hoàng Hậu cùng Thái Tử Quả. Mô Phật! Vậy mà Hoàng Thượng đã hứa với ta là sẽ đảm bảo được cho ngôi vị của Thái Tử Quả. Nhất định phải tìm cách để đưa Hoàng Hậu và Thái Tử ra khỏi Hoàng Cung ngay. Nếu Đàm Hoàng Hậu đồng tình, thì việc này không khó. Thưa Thái Hậu, nếu đưa được Hoàng Hậu và Thái Tử ra khỏi Hoàng Cung, thì chuyện này sẽ diễn ra êm thấm. Nếu như Trần Thủ Độ chiến thắng Lân Bang trở về thì sao? Dạ, thưa Thái Hậu, đụng phải quân Lân Bang đánh đầu thắng đó, chắc chắn Trần Thủ Độ sẽ không có đường về. Còn ngự lâm quân của Trần Tự Khánh? Thưa Thái Hậu, yếu tố bất ngờ sẽ giúp chúng ta không cần nhiều quân, mà vẫn có thể triệt hạ được đám ngự lâm quân tâm phúc của Trần Tự Khánh ạ. Nếu có thêm vài trăm quân nhà Tống Tượng Trưng, lúc đó ta không cần đánh vẫn thắng được ạ. Ý đại nhân thế nào? Nếu chỉ vài trăm quân Tượng Trưng, thì không cần phải thông qua Tổng đốc Quảng Tây. Tôi chỉ cần nhờ tướng quân Lưu Hán đồn trú ở bên này đưa quân đi cũng được. Nếu mất Trần Thủ Độ, thì đám tàn quân triều đình có về được Thăng Long, thì cũng như rắn mất đầu. Nếu chắc chắn như vậy, tôi sẽ viết thư cho tướng quân Lưu Hán. Đa tạ sự ủng hộ của đại nhân. Đa tạ. Mấy đứa con cháu họ Trần chúng tôi học hành thế nào? Trong này họ Trần có 4 đứa. Còn lại là 2 hoàng tử và con các vị đại thần. Khi dạy về phép tắc thì đơn giản, nhưng gò vào lễ nghi thì con cái nhà họ Trần khó dạy hơn con nhà khác. Trần Liễu và Trần Cảnh nhà tôi có chịu nghe lời thầy không? Hai ông cứ yên tâm. Không được đánh nhau. Vào lớp nhanh lên. Ai cho phép các trò chơi như vậy? Hả? Chúng nó bắt đặt Tuần Thiên, Chiêu Thánh, chúng con hộ giá công chúa. Này. Hộ giá này. Chúng mày có biết là nói thế là mất đầu hay không? Chúng nó bắt đợt em con. Thế đến đây để học lên để phá. Thôi. Phá hay học? Ông buông cháu ra. Các cháu là học sinh của nhà trường, rồi chúng tôi sẽ dạy bảo thêm. Tại sao con về hùa đánh nhau với các bạn? Thưa sư phụ, Thuận Thiên và Chiêu Thánh là người hoàng tộc, nhưng lại chơi bên phe Huyền Trài, chúng con đã không được ạ. Thưa sư phụ, chúng nó nói sai, Thuận Thiên và Chiêu Thánh là em chúng con, phải theo phe chúng con, đứa nào đụng đến đánh liền. Đứa nào khinh con là dân Huyền Trài, con đánh liền. Giờ các trò nghe thầy hỏi, các trò học cùng một trường thì có phải là bạn với nhau không? Có. Là bạn của nhau thì có quý nhau không? Có. Vừa rồi là trò chơi, chứ không phải là thật, có đúng không? Từ nay các con không chơi cái trò chơi này nữa, nhớ chưa? Vâng ạ. Về chỗ.
ông phải tìm cách tách chúng ra. Tuy là anh em, nhưng mà không thể để chúng coi công chúa như là cá mè một lứa được. Mọi chuyện đều phải uốn nắn từ từ. Hôm nay các con học bài học cách cầm bút. Nếu thời điểm này mà Thái tử Quảng lên ngôi, triều đình sẽ lại rơi vào tay của Đàm Thái sư. Công lao của chúng ta từ bấy đến nay coi như mất hết. Chúng ta phải tính trước điều này để chủ động đề phòng. Ai như ông Đỗ Kính Chu à? Người đâu? Dạ. Mời Đỗ Kính Chu lên đây. Tuân lệnh. Xong về sớm thế? Tôi tới Quảng Tây, gặp Tổng đốc Quảng Tây, thấy tình hình mới phải quay về ngay. Đã xảy ra chuyện gì? Đảng Thái Hậu đã cử người mang thư sang cầu cứu vua Tống và Lân Bang mang quân sang đại, giúp việc phò Thái tử Quảng lên ngôi trước khi tôi sang đó. Trần Thủ Độ đã nói đúng. Vua Tống giao việc này cho Tổng đốc Quảng Tây. Ông này đã cử sứ giả là Mã Diên sang Đại Việt, lén gặp Thái Hậu và Đàm Dĩ Mông. Hiện người này vẫn đang ở Thăng Long. Khả năng nhà Tống can thiệp vào Đại Việt là rất ít. Nhưng mọi việc vẫn phụ thuộc vào sứ giả Mã Diên. Chỉ cần ông ta báo cáo sai về nước là quân Tống có thể có mặt ở Đại Việt. Phải tìm mọi cách xem tên Mã Diên này hiện đang ở đâu. Dạ, chỉ mời hai đại vương ạ. Dạ, xin mời. Dạ, hai đại vương chắc là khách từ xa đến đây ạ. Hỏi ít thôi, cho một bình rượu nóng và hai cái đùi chó tơ. Có ngay ạ. Mọi ngõ ngách trong hoàng cung tôi đã nói kỹ với ông rồi. Không có cách nào tốt hơn là đánh bất ngờ thẳng vào cổng chính. Lính Ngự Lâm thế nào? Khi tôi còn đứng đầu lính Ngự Lâm thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Địa hình vào bố phòng thế này, với 200 quân Tống đánh ập từ ngoài vào là không xong rồi. Tôi sẽ thêm 400 quân nữa. Đánh bất ngờ càng đông càng dễ lộ, mà đã lộ thì không thể đánh nhanh thắng nhanh được. Đấy là điều chúng tôi muốn tránh. Vậy ý ông thế nào? Phải có người đánh từ trong ra, hậu thuẫn cho các ông đánh từ ngoài ập vào mới thành công được. Thú thật là tôi vẫn chưa nghĩ đến điều này. 12 đại nhân ạ. Dạ, xin kính mời hai đại vương ạ. Khoan. Sao ông biết chúng ta từ xa tới? Bao năm qua, tiểu nhân mở quán ở đây hầu hạ khách thập phương. Nên khách mới đến, nghe qua giọng là biết ngay. Hơn nữa, Thăng Long đã dùng tiền Đại Việt từ lâu, trong khi đại vương lại đưa bạc nhà Tống. Giỏi. Vậy ông có biết ta đưa bạc cho ông để làm gì không? Tiểu nhân đoán hai đại vương chắc có việc dính dáng đến hoàng cung. Ông giúp ta được không? Ui già, có việc được, có việc không. Từ ngày thay hết thái giám và quan đứng đầu lính Ngự Lâm, tiểu nhân hết đường tìm cách đưa người ra vào hoàng cung. Cố gắng nghĩ, chắc sẽ có cách. Ôi giời, đội ơn đại vương. Có thể tiểu nhân sẽ nghĩ ra cách. Nào, mời đại nhân. Xin mời. Mời đại nhân.
Dạ mời đại nhân. Tiếc à. Ôi cái thằng tiếc phải bằng mọi cách bám sát và khống chế Đàm Dĩ Mông và Nguyễn Chính lại, tăng cường canh phòng hết sức cẩn mật trong khu vực hoàng cung. Theo tôi phải tìm cách giết Mã Diên. Không nên. Mã Diên có thể điều quân Tống giả sang, vì hắn là sứ giả thật. Nếu giết hắn sẽ tạo điều kiện cho quân Tống tức giận tràn qua. Biết chúng làm phản sờ sờ ra đấy mà việc gì các ông cũng cản. Không lẽ chúng ta bó tay, mặc chúng muốn làm gì thì làm? Chúng ta không bó tay mà hạn chế tối đa khi tình hình xảy ra biến động, cũng như khi chưa biết Trần Thủ Độ ở Lân Bang thế nào. Chúng ta không nên hành động vội vàng. Đứng lại. Thôi, các ông cứ ở lại bàn bạc cho thật kỹ. Những tin khẩn tôi đã trình báo. Bây giờ tôi phải về qua nhà để dưỡng bệnh. Chạy liên tục mấy ngày đường nên lại hơi đau. Ông về nghỉ cho lại sức. Mẹ ơi, tại sao ở chuồng Trần Liễu Trần Cảnh hộ giá hoàng hậu là con và chị Thuận Thiên lại bị bác Trần Thừa nói cấm và bảo chơi nữa là cả nhà mất đầu? Đấy là chuyện người lớn, trẻ con không được mang ra đùa, con nghe chưa? Cũng là chuyện người lớn, sao con trai được chơi trò làm vua mà lại không bị cấm hả mẫu hậu? Khi nào lớn các con sẽ hiểu, đàn ông con trai bao giờ cũng nhiều quyền hành hơn. Vậy thì con thích được làm vua, tại sao con gái lại không được làm vua? Vì con gái không có quyền, con hiểu không? Thái hậu có nhiều quyền hơn cả hoàng thượng thì cũng làm vua được chứ. Ai bảo con như vậy? Có lần con nghe mẫu hậu nói với phụ hoàng như thế mà. Trẻ con, lần sau không được nghe người lớn nói chuyện, con nhớ chưa? Vâng ạ. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng thượng vạn vạn tuế. Ta miễn lễ. Đội ơn hoàng thượng. Phụ hoàng. Ba mẹ con trò chuyện gì mà vui thế? Có gì đâu ạ? Dạ, có đây ạ. Con vừa mới nói với mẫu hậu rằng con thích được làm vua để có được nhiều quyền. Nhưng mẫu hậu nói con gái không được làm vua. Sao lại thế? Con còn nhỏ, không thể nói hết được. Nhưng khi con lớn lên, không cần ai nói, con sẽ hiểu vì sao. Phụ hoàng trả lời như vậy được chưa? Con hiểu rồi ạ. Con không chịu đâu. Thưa hoàng thượng và nguyên phi, đã đến giờ đưa hai công chúa về trường. Ta không thích đâu. Con không thích về trường đâu. Hoàng thượng, hay để hai con ở lại chơi thêm một lúc nữa? Không được, luật ở trường là như vậy. Các con phải theo thì mọi người mới theo nhé. Đội ơn phụ hoàng, đội ơn mẫu hậu. Từ khi sinh thái tử, quý phi lúc nào cũng trong trạng thái trầm cảm, luôn sợ con mình bị giết. Hoàng thượng, ngôi hoàng hậu kiếp cũng đã nhường, hoàng tử Quảng cũng đã lên ngôi thái tử, vậy còn việc gì khiến hoàng hậu phải lo sợ nữa? Thái hậu đã nhồi nhét vào đầu hoàng hậu rất nhiều điều xấu về nàng,
khiến hoàng hậu rất sợ hãi. Chính vì vậy, ta muốn nàng thường xuyên qua lại chăm sóc, để hoàng hậu yên tâm. Hoàng thượng, riêng chuyện này, dù có bị chém đầu, thiếp cũng không thể nhận lời. Tại sao lại không thể? Hoàng thượng, người hãy hiểu cho thiếp. Nếu thiếp ở gần họ, ngộ nhỡ hoàng hậu và thái tử có chuyện gì, người ta sẽ nghĩ thiếp ám hại họ. Trẫm đã nói thái tử sẽ được bảo vệ an toàn, sao nàng vẫn không nghe? Thiếp vẫn sợ Nguyên Phi giết hại con của thiếp. Nguyên Phi không bao giờ làm như vậy. Hơn nữa mẹ con nàng lúc nào cũng có cấm vệ canh phòng. Nhưng quân Ngự Lâm ở trong tay của Trần Tự Khánh, anh ruột của Nguyên Phi, làm sao mà thiếp tin được bây giờ? Ai nàng cũng nghi ngờ là hãm hại thái tử, thì ta biết làm sao bây giờ? Thiếp sợ lắm. Hoàng thượng ơi, thiếp cầu xin hoàng thượng cho con thiếp được từ ngôi thái tử, để con thiếp được sống. Thái hậu nói hoàng tử Quế, hoàng tử Thầm, kể được phong thái tử đều chết về tay của Trần Thủ Độ. Thái hậu đã làm hại nàng vì đã nói cho nàng những chuyện tày đình mà tuổi nàng không sao hiểu nổi. Hoàng thượng vạn vạn tuế. Ta miễn lễ. Đội ơn hoàng thượng. Sức khỏe của hoàng hậu thế nào? Muôn tâu hoàng thượng, do thường xuyên bị ám ảnh bởi những chuyện căng thẳng ở trong cung, nên hoàng hậu bị khủng hoảng tâm thần, luôn lo sợ có người hãm hại mình và thái tử ạ. Người đã nói là cho hoàng hậu uống thần dược rồi mà. Muôn tâu hoàng thượng, loại thần dược này trước đây hoàng thượng đã uống. Tuy nhiên, hoàng hậu vẫn phải cách ly khỏi hoàng cung một thời gian. Nếu không, e là thuốc sẽ phản tác dụng, hoàng hậu có thể bị điên ạ. Thái y muốn nàng sống cách ly hoàng cung một thời gian, ý nàng thế nào? Nhưng Trần Nguyên Phi hay Trần Tự Khánh có đi theo để hại thiếp không? Nàng không được nghĩ xấu về Nguyên Phi. Chính vì biết nàng chỉ tin mỗi thái hậu, nên Nguyên Phi cũng có ý muốn đưa nàng sang Thái Đường Hoa Lâm sống bên thái hậu để nàng sớm hết bệnh. Bẩm hoàng thượng, ý của Nguyên Phi rất đúng ạ. Nàng có muốn sang thái đường ở bên thái hậu hay không? Phải có thái tử đi theo thì thiếp mới đi cơ. Thôi được, ta chuẩn y để thái tử ở bên nàng cho đến hết bệnh. Hoàng thượng, thiếp đội ơn hoàng thượng. Hoàng hậu, hoàng thượng, hoàng hậu bảo trọng. Hoàng thượng ơi, cứu thiếp, cứu con thiếp. Hoàng hậu đang bị bệnh, khanh đừng chấp. Mở cổng. Như vậy là hoàng thượng đã đưa hoàng hậu tới Thái Đường Hoa Lâm. Đúng với từng nước cờ của thái hậu và thái sư. Đây, đặt tiền này. Đặt tiền về đi. Về theo. Ôi sao thế? Bà ra đây. Bà gom ngay tiền bạc cất đi. Sao có biến? Tôi đã bảo với ông rồi, tìm chỗ khác mà mở quán. Cứ buôn bán với quyền lực thế này, có ngày không phải đầu thì cũng phải tay. Tí Ngọ Mão Dậu đâu rồi? Dạ. Mang ngay cái dạ về đây. Dạ. Hoàng thượng đưa hoàng hậu đến Thái Đường Hoa Lâm là thế nào? Thái hậu và Đàm Diễm Mông đang nhờ vua Tống, vua Lân Bang
hỗ trợ quân lính để phò thái tử lên ngôi. Có thể vì thái tử, hoàng hậu mà hoàng thượng ngả theo thái hậu không nhỉ? Thái hậu tuy độc ác, hoàng thượng lại rất thương yêu mẹ. Nhưng ngả theo thì không. Dựa vào đâu em tin điều đó? Vào tình yêu của hoàng thượng với em. Thế còn thủ đô? Thăng Long và quyền lực đã biến anh ấy trở thành con người khác rồi. Giờ em đã yêu hoàng thượng. Em đã nghĩ kỹ chưa? Sao anh lại hỏi như vậy? Từ trước tới giờ anh vẫn cấm không cho em gần gũi với thủ độ cơ mà. Anh nghe nói thủ độ rất lạnh nhạt với Thuận Hoa công chúa. Em không quan tâm. Chú ấy đưa quân vào Lân Bang, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Và cậu Từ rất lo. Nếu như Trần Thủ Độ mà rơi vào tay vua Lân Bang, Thăng Long và triều đình sẽ lâm vào cảnh biến loạn. Giờ em đã là dâu của họ Lý. Dù triều đình có xảy ra bất chắc, em nguyện sẽ chết theo hoàng thượng. Nhưng em vẫn tin thủ độ sẽ không dễ bị thất bại như vậy. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng thượng vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên thiên tuế. Biết lên. Rồi ơn hoàng thượng. Thưa thái hậu, thế này là thế nào? Vậy hoàng thượng nghĩ thế nào? Hoàng nhi đến thăm thái hậu, đưa hoàng hậu và thái tử đến ở bên thái hậu để cho họ an tâm. Hoàn toàn không nghĩ đến chuyện có thể gặp tể tướng và các đại thần ở đây. Rồi ta sẽ giải thích cho hoàng thượng nghe. Nhưng trước khi nói, ta muốn hoàng thượng gặp một người mà hoàng thượng không ngờ tới. Mời ông. Hoàng thượng vạn tuế. Muôn tâu hoàng thượng, đây là khâm sai đại thần Mã Diên, sứ giả của hoàng đế nước Tống. Sao giờ này ông Đỗ Kinh Chu vẫn chưa đến? Ông ấy nhận việc theo dõi Mã Diên và mọi động tĩnh ở thái đường Hoa Lâm, vậy mà vắng mặt thì bàn việc thế nào? Vẫn cứ phải bàn rồi tìm ông ấy trao đổi sao? Dạ thưa, có ông cả Ất đến xin gặp tướng quân và Tô đại nhân. Cho ông ta vào. Tuân lệnh. Xin kính chào các đại vương. À,
xin thứ lỗi, tiểu nhân lỡ miệng. Xin kính chào các đại nhân. Ông không định mời chúng tôi ra quán để thưởng thức rượu tăm thịt tươi đấy chứ? Dạ, không. Thưa các đại nhân, tiểu nhân quả có tội rất lớn ạ. Khi trước đây lúc giúp hoàng thượng với đại nhân gặp nhau mà vẫn lấy tiền công. Tiểu nhân vốn là dân buôn bán, luôn coi đồng tiền là lớn nhất. Thế hôm nay ông định bán gì? Dạ, thưa đại nhân, hôm nay thần điều thân đến đây để báo cho các đại nhân một tin quan trọng. Thời gian gần đây có những kẻ chắc chắn là người nước Tống, cùng một người giả trang mà thần biết chắc, đấy là tướng quân Lý Hạ. Lý Hạ? Hay đến quán của thần rồi ngồi nhòm ngó vào hoàng cung. Ngay sáng nay, lúc tướng quân và các đại nhân đi trên mặt thành, Lý Hạ và người nước Tống cũng ngồi trong quán tiểu nhân để quan sát. Sao không báo cho chúng ta biết ngay? Tiểu nhân chưa báo, mình không biết họ có âm mưu gì. Phải theo dõi thì em. Thưa đại nhân, tướng quân Trần Tự Khánh và Tô Trung Từ đang trên đường tới đây. Tất cả ẩn đi. Chào hai đại nhân. Cho ta gặp chủ nhân ngươi. Dạ thưa, chủ nhân tôi đang ốm, nằm ở trong nhà. Sao chủ nhân ngươi không xây lại nhà? Thưa, chủ nhân tôi nói là sẽ ở mãi đây ạ. Chào ông. Chào ông. Xin thứ lỗi, chúng tôi không ngờ ông bệnh nặng thế này. Mỗi khi trở trời, tôi vẫn bị đau lại. Tôi cũng vậy, nhưng không nặng bằng ông. Ân nhân cứu mạng của tôi đây. Ông. Tôi thật có lỗi khi chưa có dịp nào trả ơn họ Trần ở Hải Ấp. Xin cáo lỗi vì tôi không thể ngồi dậy tiếp. Ông cứ nằm. Sáng nay tôi thấy hoàng thượng đưa hoàng hậu và thái tử đến thái đường Hoa Lâm để thăm thái hậu. Có sứ giả nhà Tống Mã Diên, Đàm Dĩ Mông, Nguyễn Chính Lại và một số quan đại thần đều có mặt ở đó. Tôi sợ có tình hình gì xấu nên mới phải báo tin cho ông. Trước là để thăm sức khỏe ông, sau là xem ông có cao kiến gì chỉ giáo. Ở thái đường chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra, vì thái hậu ở đâu, đám Đàm Dĩ Mông, Nguyễn Chính Lại sẽ theo hầu ở đó. Nhưng lực họ kiệt rồi, sức đâu mà làm phản. Còn chuyện Mã Diên có âm mưu đưa thích khách vào hoàng cung, giết Nguyên Phi vào hoàng thượng, khi hoàng thượng trở về từ thái đường thì có. Chúng tưởng vào được hoàng cung như vào chỗ không người chắc. Theo tôi, các ông phải nên đề phòng. Hại được hoàng thượng, đương nhiên thái tử Quảng sẽ lên làm vua. Khi đó chúng ta sẽ phải ra đi. Chúng tôi hiểu.
Nhân hoàng thượng đến đây, ta không thể không nói việc vừa rồi. Trần Thủ Độ đã tàn sát hàng ngàn người, kể cả Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng. Khi ông ấy phục thiện, đem quân đến góp cùng triều đình chống ngoại xâm. Việc Trần Thủ Độ tiêu diệt quân Đoàn Thượng quả là có quá tay. Nhưng sự thực, Đoàn Thượng đưa quân phục kích và tấn công quân triều đình, chứ không phải mang quân đến góp. Điều này Tể tướng Đàm Dĩ Mông và rất nhiều đại thần đều biết. Muôn tâu hoàng thượng, thần thấy Đoàn Thượng có ý góp quân về để đánh quân Lân Bang theo lời kêu gọi của hoàng thượng. Bẩm thái hậu, Tể tướng nói như thế là rất đúng đấy ạ. Dạ, rất đúng đấy ạ. Xác người chết chất thành núi, máu chảy thành sông. Ấy vậy mà vẫn cứ nói đen thành trắng, bênh vực loài ma quỷ hiện hình. Hoàng thượng có còn xứng đáng kế thừa tiên đế ngự trên ngai vàng nữa hay không? Thật không ngờ, đến nước này, thái hậu không còn là mẫu hậu mà hoàng nhi trước sau vẫn mong giữ hòa hiếu tôn kính nữa. Nghịch tử! Mấy năm nay, con hồ ly tinh họ Trần đã khiến cho hoàng thượng u mê, dùng túng cho Trần Thủ Độ làm đảo lộn mọi trật tự ở trong triều. Ai là người đã đuổi tất cả các thái giám? Trong đó có những người đã trung thành với ba đời tiên đế rồi. Ai là người đã mở rộng trường học, vốn bao nhiêu đời nay chỉ dành riêng cho các công chúa hoàng tử, trở thành nơi học hành của bọn thuyền trài dân đen? Hoàng nhi thấy có lý nên mới ủng hộ. Lý gì? Lý dâng triều đình nhà Lý để cho Trần Thủ Độ. Cái lý ấy khiến cho các nước láng giềng vốn thân thiện với chúng ta đã phải nổi giận. Thưa thái hậu, hoàng đế của chúng tôi rất bất bình khi hiện nay nhiều giá trị truyền thống của cung đình bị thay đổi, khiến cho triều đình nhà Lý của Đại Việt ngày càng đối lập với nước Tống. Sự thật là nhiều năm qua, triều đình và đất nước Đại Việt đã tốt lên rất nhiều và trước sau như một. Nước ta vẫn theo đuổi sự hòa thuận với các nước láng giềng, trong đó có nước Tống và Lân Bang. Nhưng sức mạnh và uy tín của nhà Lý ngày càng mất đi, đó cũng là sự thật. Vì thế ngày hôm nay, trước mặt các quan đại thần vốn trung thành với các tiên đế nhà Lý ta, ta mong hoàng thượng viết thánh chỉ truyền ngôi cho thái tử Quảng đúng như lời hoàng thượng đã hứa. Thái hậu không nên ép như vậy. Hoàng nhi đã hứa, nhất định sẽ thực hiện. Một khi bên cạnh hoàng thượng vẫn còn có con hồ ly tinh họ Trần, Tô Trung Từ, Trần Thủ Độ, thì không ai tin hoàng thượng có thể giữ đúng lời hứa. Thái hậu anh minh. Từ lâu ta không hề muốn làm vua, ta lúc nào cũng sẵn sàng nhường ngôi cho người khác để làm dân thường. Nhưng ta thật không ngờ lại phải nhường ngôi trong tình huống ê chề thế này.
Thưa chủ tướng, chúng đều là quân của nước Tống ạ. Cho vào. Giải chúng nó vào. Úi giời. Quỳ xuống. Ngươi giết ta đi. Ngươi thích chết bằng cách nào? Bên trong không có động tĩnh gì, chứng tỏ người của ta đã lọt vào an toàn rồi. Nhớ bằng mọi giá phải giết bằng được Trần Nguyên Phi và Trần Tự Khánh. Điều đó ông cũng cần phải lo. Tươi thắm lại mà sao